Nên đây có ôm hoa cô. Mua nhỏ dữ đi. Ủa, mấy trái gì trậu em? Bỏ con mấy cái ra gì ra trồng trồng đấy con. Dạ. Ê. Mình ra mà ra trậu nó ấy. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Không có ra lon hả thằng đây có muốn rồi. Gần nghỉ chưa cô? Thì đó. Qua chợ quê cho vui vậy. Có cần nghỉ cho cô. Dạ. Ít quá cô, ít quá. Nghỉ, bóng mấy giờ nghỉ? Bóng mấy giờ nghỉ mà chị nghỉ? Đi còn chờ mấy giờ luôn cái nọ. Chờ chắc cũng 5 giờ. Không đủ. À, chạy đi chị. Chạy tụm được phan. À, tới chạy tụm được phan mua giùm ế quá. Đen lên hòn đầu họ cùng họ xíu cái trời. Ê quá à. Một có quá trời đi. Tới hòn chị đi mua có đi. Một có lắp bự ghê. Dạ, à, không, con đi mua đồ trọng nè. Yeah.
đây.